cảnh báo lừa đảo nha các bác ơi. Cháu Hiệp hôm nay lại lên một cái video nữa, cảnh báo lừa đảo dành cho bất cứ anh chị em, cô chị, chú bác, bà con ở những vùng sâu, vùng xa, vùng thiếu hiểu biết hoặc là những vùng chưa bị lừa. Mọi người hãy chia sẻ video này nhé. Cháu Hiệp xin chào tất cả mọi người. Đấy, đây, hôm nay sẽ có cái minh chứng và chốc nữa cháu Hiệp sẽ kể cho mọi người về câu chuyện lừa đảo. Bởi vì sao? Bản thân cháu Hiệp rất là bức xúc. Thế nên phải lên cái video để cảnh báo ngay. Đấy. Anh là anh Tủa nhỉ? Vâng. Đây. Anh Tủa bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay là 28. 28, thế thì mày ít hơn anh 2 tuổi. Sáng nay mình đi đâu về? Sáng nay ở nhà xong là người ta gọi đi khám. Gọi đi khám? Vâng. Khám cái gì? Em đi khám cái gì? Đi... không biết là người ta bảo là đi khám gì, nhưng mà đi khám người ta bảo là có sỏ. Có sỏi thận? Vâng, có sỏi. À. Làm người ta mới bảo là thấy mua một lọ thuốc về uống xem nào. Có khỏi không? Vâng, uống xem nào nó... Cái này là trưởng thôn bảo hay là như thế nào? Trưởng thôn gọi. Trưởng thôn gọi. Vâng. Có người ở trên xã xuống không? Không. Không có. Vâng. Lúc em đi là mấy giờ? Lúc em đi là 7 giờ rưỡi. 7 giờ rưỡi. Họ vâng. đến lên đến mấy người? Họ đến 3 người. 3 người. Vâng. Mấy trai mấy gái? Hai trai một gái. Hai trai một gái. Vâng. Đấy. Họ có mặc quần áo màu trắng không? Có, mặc quần áo bác sĩ. À, quần áo bác sĩ. Vâng. Ba người đều có thẻ tên hết à? Vâng, ba người có thẻ hết. Nhưng mà mình không biết là thẻ đấy tên là gì và đến từ bệnh viện nào đúng không? Vâng. Họ có nói họ đến từ đâu không? Họ bảo là ở dưới Hà Nội lên. Dưới Hà Nội lên. Vâng. À. Cái chỗ này em mua bao nhiêu tiền? 350 ạ. 350.000. Vâng. Có hóa đơn gì không? Không ạ. Nó bảo là hỗ trợ 50%. Tức là nó bán bây giờ nó vào đây thì nó hỗ trợ thì nó bán 350. Nó hỗ trợ 350. Ừ. Đấy, 350. Đây chờ anh tí nhá, anh search cho. Cháu Hiệp phải lên cái video cảnh báo lừa đảo thôi. Cái này các bác phải chia sẻ mạnh lên, bởi vì là thật sự là cháu Hiệp lên video này là với một cái tâm thế là bức xúc và buồn bực, chứ không phải là vì cái gì cả. Hiện tại vẫn rất là buồn khi mà nghe nói là lúc nãy cháu Hiệp vừa đi qua thấy một con xe White Check màu trắng biển 29H, nhưng mà cháu Hiệp không nhớ biển bao nhiêu, nó đỗ ở ngay đây này. Tại vì sao? Cái nạn lừa đảo hiện tại nó đang phát triển mạnh và đẩy mạnh lui vào các vùng sâu vùng xa, vùng những nơi bà con chưa có điện, chưa có mạng internet. Đấy, đây là anh Tủa, 28 tuổi và vừa đi khám về sỏi thận. Đó, họ chuẩn đoán là sỏi thận và mua một cái viên uống SHB này này, giúp lợi tiểu, hỗ trợ tăng trường bài tiết cặn, lắng cặn trong đường tiết niệu, hạn chế sỏi tiết niệu. Đây, hạn sử dụng thì còn đến 8/4/2026. Chờ cháu Hiệp một chút để cháu Hiệp để anh sớt mạng tí nhá, xong anh bảo cho em nhá, xem cái này là giá bao nhiêu nhá. Đấy, chết dở thật chứ lại. Viên uống SHB. Cái này các bác sĩ gọi là dởm đấy, tư vấn là bình thường là 700 đúng không? Vâng. Nhưng mà đợt này là lên bán cho mình nên là giảm 50%. Vâng. Đấy, còn 350, đấy là hỗ trợ bà con đúng không? Vâng. Đấy. Của công ty cổ phần thiết bị Sài Gòn. Công ty cổ phần thiết bị Sài Gòn. Ở đây thì ghi là công ty cổ phần dược phẩm công nghệ cao FDA. Cái tem thì mờ tịt hết rồi. Tem mờ tịt hết rồi. Đấy, mờ tịt hết rồi nhé. .309 để check hàng giả. Cái này là hàng giả chắc chắn luôn. Đây là hàng giả là chắc chắn rồi. Bọn em mua thế này thì đúng là hàng giả rồi. Đấy. Thế người ta bảo là có sọ thì phải mua ốm cho nó tan sọ. Mình để lâu là mình đi mổ. Để lâu đi mổ. Hôm nay có bao nhiêu người đã ra khám? Cả thôn đi khám hết. Nhưng mà chủ yếu là người già thôi đúng không? Vâng. Hiện tại là 11:20. Tức là khám từ 7 giờ là mất 4 tiếng. Em là mất 350 này. Vâng. Em mất 350. Người mất nhiều nhất là bao nhiêu tiền? Người mua thuốc nhiều nhất là bao nhiêu? Mua nhiều nhất là hết
Nó mua 3 sản phẩm là hết 1 triệu 50 nghìn. 1 triệu 50 nghìn. Vâng. Thế họ khám thì họ khám những gì? Ví dụ như em là họ khám như thế nào? Như em là họ khám, họ bảo là có sọn là vẫn đau lưng thôi. Ừ, họ lấy cái gì để biết là sỏi? Họ có lấy máy soi không? Họ lấy máy soi vào người. Lấy máy gì soi? Cái đèn à? Lấy một cái máy nó dày được 20 phân xong là nó soi đây là nó nhìn thấy ở trong máy tính. Ui rồi, là ra sỏi luôn. Vâng, nó bảo là có sọ. Tức nghĩa là cầm một cái 20 phân như cái đèn pin đấy đúng không? Vâng. Soi vào lưng. Vâng, soi nó soi vào lưng. Soi chỗ này. Vâng. Xong là nó hiện trên máy tính bảo là có sỏi. Vâng. Quá trình đấy mất khoảng mấy phút? Mất khoảng 5 phút. 5 phút. Vâng. Nó cứ là cứ soi. Và nó cứ soi xung quanh con người mình là bị như nào mình nói sẽ phát ra cho mình. Là biết có sỏi luôn. Vâng. Thế những người khác thì họ vừa nãy là có sọ, rất là nhiều người có sọ. À, cả xóm đấy ai cũng bị sỏi thận à? Ừ, cũng bị. Bao nhiêu người mua sỏi này? Nhiều người mua. Khoảng bao nhiêu? Em thử đoán chừng. Chắc được khoảng 30 hộ này. 30 hộ rồi là bị sỏi thận. Rồi. Đây nhá, nhân chứng đi khám về. À, thực tế là ngay sáng nay lúc cháu Hiệp quay video này, lúc nãy khi mà nghe em Tủa nói là đi khám bệnh về, không có người trên xã xuống, thì cháu Hiệp biết ngay là cái trò lừa đảo rồi. Bởi vì là biển 29H vào tận trong này thăm khám cho bà con. 30 hộ bị sỏi thận thì mọi người biết là nó lừa đến mức gọi là, thật ra cái máy đấy là nó soi sẵn rồi và cái video ở trong máy tính là nó có sẵn rồi. Vâng. Đấy, soi thằng nào cũng giống thằng nào đúng không? Vâng, soi thằng nào cũng giống thằng đấy. Thằng nào cũng bảo sỏi thận hết. Vâng. Ôi giời. Có khi người là bị một bên, có khi mà người nó già nó lấy tuộn thì bị cả hai bên. À. Thật ra dân ở trên này cho nói mọi người nhé. Cháu Hiệp phải dẫn chứng một chút thôi. Video này cháu Hiệp đang quay với cái giọng là rất là bức xúc, bởi vì là tại sao lại nỡ lòng nào lừa dân như thế. Thì ở đây điện không có nhá. Trong sủng tùa kia thì không có điện đâu, sủng rìa làm gì có điện. Vâng. Mạng internet thì càng không, bởi vì là sóng điện thoại và sủng rìa là không có. Đúng không? Không có. Đấy. Thì với cái điều kiện thiếu thốn về điện này, về mạng internet như vậy thì làm sao nó đủ điều kiện là người ta chuẩn đoán được. Ví dụ mang có mang máy móc siêu âm hiện đại đến mấy lên đấy thì cũng không thể nào mà có điện. Bởi vì ba người đi thôi, hai trai một gái và đi gói gọn trong một con xe white check, con xe bán tải đấy, thì họ mang cái máy rồi, chỉ có mỗi cái soi đấy thôi đúng không? Không có vâng. Cái gì khác. Không có cái gì khác. Và có cái đeo tai này để đặt ngực này đúng không? Vâng. Đấy. Cháu Hiệp ghi một cái thước phim phải lãi dài đấy. Cháu Hiệp kể cho tất cả mọi người nhé. Chút nữa sẽ quay trở lại nói chuyện câu chuyện lừa đảo của bà con ở đây. Nhưng mà mọi người hãy chia sẻ video này. Nếu như ở vùng quê của các bác, các cô, các chú mà đã từng có những cái câu chuyện như thế này thì mọi người hãy comment ở phía dưới nhé. Cách đây khoảng 3 tháng, xóm của cháu Hiệp, tức nghĩa là trong đó có bố mẹ của cháu Hiệp, cũng đi khám theo hình thức như thế này. Cũng là được giới thiệu là các bác sĩ ở dưới Hà Nội lên. Nhưng mà không biết là bác sĩ ở phòng khám nào, hay là bác sĩ tự xưng, hay là bác sĩ của bệnh viện nào. Đương nhiên là không có, chỉ là những con người như bình thường như này này. Mặc lên cái áo blue ấy, cái áo của y tá, của bác sĩ ấy. Thế là dân ở trên này thì nói thật là dân ngu. Dân là nhận thức là kém, thiếu hiểu biết. Mặc dù là người ta cũng được tiếp cận văn hóa, tiếp cận công nghệ thông tin, nhưng mà lười xem tivi, đấy là một cái rất là thiếu sót của bà con. Bây giờ nhà nào cũng không dùng tivi nữa rồi, toàn là smartphone, xong là kết nối 4G, xong là kết nối wifi, thế là không dùng tivi nữa. Đấy là một cái rất là tai hại. Tại vì sao? Nhà cháu Hiệp luôn luôn trước bữa cơm lúc nào cũng bật tivi và nhà phải sắm được cái tivi dù nghèo đến mấy. Đấy. Nhưng bố mẹ cháu Hiệp vẫn bị lừa. Đấy là vì sao? Hôm nay lại gặp một cái câu chuyện nữa thì thật sự rất là bức xúc. Cháu Hiệp đã từng lên một bài và cũng đã liên hệ bên đài truyền hình của Hà Giang lên sóng rồi, nhưng mà sau đó họ lại hợp thức hóa được giấy tờ. Nên cháu Hiệp cảm khẳng định rằng là đây là những con người lừa đảo. Nhưng mà họ rất là khéo, đó là gì? Họ xin được giấy phép, họ thông qua chính quyền xã nên là không ai kiện được. Đấy. Thì đó là gì? Lần đầu tiên bố cháu Hiệp được thông tin là bên Hội Cựu Chiến binh là tổ chức đi thăm khám chữa bệnh miễn phí ở Hà Nội. Thế là bố mẹ cháu Hiệp thì mẹ thì không đi, bởi vì mẹ thì sợ lừa. Đấy, các con cũng nhắc nhở rồi, nhưng mà bố thì bố nhất định đi.
thì các con cũng đầu tư tiền cho bố đi là mấy triệu ấy, thì mọi thứ mới vỡ òa sau khi trở về. Cháu hiểu kể dài một chút nhé. Là lần đầu tiên đi ấy thì đi trong đêm, mà mọi người biết đường vùng cao nó nhỏ, ngoằn ngoèo. Các cụ thì có bao giờ đi xa đâu nên là ra khỏi tỉnh cũng vui lắm, bảo xuống Hà Nội sướng lắm, háo hức lắm. Các con cho tiền rồi quần áo tươm tất, giày mũ đầy đủ đi. Nhưng mà đi thì đi trong đêm, đi kiểu đi chộp giật ấy, đi kiểu là lừa bằng được. Đấy, thế là đi đi thì đi giường ngồi thôi, xe ngồi thôi. Mà bảo các cụ bây giờ 50-60 tuổi rồi ngồi từ Hà Giang về thẳng Hà Nội thì làm sao mà chịu được. Đấy, thế là về đến Tuyên Quang thì được ăn một suất cơm, nhà xe người ta đưa vào đâu thì ăn cái đấy. Thì ăn không khác gì một cái bữa cơm của công trường. Tức là ăn rất là tạm bợ mà lại rất là đắt đỏ nhé. Mọi người cảm giác cái suất cơm nó chỉ giá khoảng 15.000 thôi, nhưng mà nhà xe đưa đi phải ăn 50.000. Bắt buộc phải ăn bởi vì các cụ thứ nhất là già, đấy, nhận thức kém, hiểu biết ít. Thì những người văn minh dưới kia lên thì nói gì chả nghe, dọa phát là sợ rồi, phải ra tiền rồi. Ăn nhá, không ăn thì không trả về nữa, thì sợ rồi. Thế, tiếp tục đi, đi đến Hà Nội là 4-5 giờ sáng. Các cụ còn chưa kịp tỉnh ngủ, chưa kịp hoàn hồn khi mà đi một đêm vất vả như thế này. Thì lập tức là nhà xe kết hợp với cái đội mà ngũ y bác sĩ khám giả đấy. Thực ra là họ cũng có chuyên môn đi, nhưng mà họ không làm trong một cái cơ sở chính thống nào cả. Họ là một cái phòng khám tư nhân tự phát đấy, họ nghĩ ra những cái trò lừa đảo đấy. Bây giờ cháu Hiệp lại không có giấy tờ đây, nhà thì có giấy tờ đầy đủ. Thế là các cụ là chưa kịp loát, chưa kịp tỉnh hồn hoàn hồn sau một cái đêm dài đằng đẵng đi xe mệt mỏi như thế, thì lùa lập tức vào một cái phòng khám. Đấy, vào một cái phòng khám, các cụ thì làm gì biết chữ, làm gì mà biết đây là ở chỗ nào Hà Nội, lần đầu xuống thì xe đông hơn người, nhà thì cao mỏi cổ đếm không hết, thì các cụ làm sao mà biết được là nó là ở đâu và tên là gì. Và càng không biết chữ, có những cụ chỉ biết điểm chỉ thôi, nhưng mà nghe là chương trình của cựu chiến binh tổ chức xã tổ chức đi, đâm ra là ai cũng nghĩ là uy tín đấy. Thế là đi thì khám thì ít mà tư vấn làm công tác tư tưởng để các bác làm sao là bác cũng phải là bị bệnh nặng lắm rồi bác phải mua thuốc thật nhiều, mua thật nhiều về đấy. Thế là khám trong vòng một buổi sáng, về luôn trong đêm. Và có những cụ là đến đến Hà Giang, đến đến Yên Minh trong đêm là tầm khoảng 3 giờ sáng, cái trời mùa đông mọi người biết là ra Tết nó vẫn còn lạnh. Thế là các con đi đón, gọi các con đi đón lóc cóc đi, có người thì có nhà có xe máy thì đi, có người không có thì đi bộ đi đón, thắp đèn pin lóc cóc đi, trời lạnh như thế. Đấy, sau cái vụ đấy thì cháu Hiệp mới hỏi ra thì mới biết được đấy là rất nhiều nơi cái đất nước Việt Nam này đã bị lừa theo kiểu đấy rồi. Tức nghĩa là đội ngũ y bác sĩ giả đấy, người ta sẽ đội lốt và người ta đến một cái cơ quan tổ chức chính quyền nào đó, người ta xin phép. Đấy, xin phép là trao đổi là tổ chức cho đi khám chữa như này, nhưng mà thực tế đi là khám thì họ chỉ qua loa thôi, như đồng chí này vừa nói đấy, là cầm cái đèn soi soi ở đây dòng hiện trên máy tính 30 hộ bị sỏi thận thì nghe nó vô lý rồi đấy. Thì cũng tương tự như thế. Thế là bố cháu Hiệp thì mất 1,3 triệu mua 2 cái hộp thuốc về, cuối cùng là vứt đi bởi vì hết hạn sử dụng rồi, có biết chữ đâu, hết hạn sử dụng rồi. Xong là nói thần thánh hóa lên, xong cũng nói tương tự là cái này bình thường các cháu bán ở đây là 1 triệu, nhưng mà hôm nay các bác đến bọn cháu giảm giá cho 50%. Đấy, thế là các cụ nghe cái giảm giá 50% sướng, khuyến mại là sướng. Thế là cụ nào cụ đấy cũng cũng xuống tay mạnh. Cụ này không có thì vay cụ kia, bảo ôi ông cho tôi vay, tôi về tôi các con và tôi hỏi các con lấy tôi giả lại. Đấy là có thật nhé. Chẳng qua bằng chứng thì không có đấy, nhưng mà bây giờ mọi người đi hỏi là thật sự là có những cái câu chuyện như thế. Và đấy là xảy ra đối với bố cháu Hiệp, đấy là lần một. Rồi là các anh các bác ở cùng xóm cùng khác xóm cũng mất rất là nhiều tiền, có những người mất tận 3 triệu nhưng mà mua thuốc về chỉ có vứt đi, chỉ có vứt đi. Đấy là lần thứ nhất đấy. Thì trong lần thứ nhất đấy nó lại có một câu chuyện nữa là gì, với một số cụ mà yếu vía đấy thì tỉnh táo là không mua, thì họ lại đưa vào một cái phòng khác, là cái phòng đấy là họ chuẩn bị sẵn những cái diễn viên rồi, là cùng hội cùng thuyền. Xong bắt đầu là ôi tôi mua tôi thấy tốt lắm rồi lại thế kia. Xong là cụ kia thì một là không biết là lừa đảo không mua, thứ hai là không có tiền, thì họ lại làm công tác tư tưởng là đấy ông vay ông này xong về thì con ông này đưa thì ông giả lại người ta thì cũng có sao đâu, nhưng bây giờ có bệnh biết bệnh mà không mua thuốc thì rất là nguy hiểm đấy. Thế là đi thăm đi khám một cái địa chỉ không có dấu đỏ nhé, tất cả những cái giấy tờ mà bố cháu Hiệp cầm về là không có dấu đỏ, không có địa chỉ phòng khám luôn,
chỉ có mỗi cái chữ ký ngoằng ngoặc chữ bác sĩ thì mọi người biết rồi. Đấy, thế là về về thì ngồi nói chuyện kể lể ra thì cả nhà cháu Hiệp mới nói là đúng là thương, đáng thương hơn đáng trách, bởi vì là bố mẹ của mình thì sinh ra trong cái thời bao cấp thì không được đi học, rồi gia đình khó khăn cũng không được đi học nữa, thế là bị lừa. Mặc dù là nhà cháu Hiệp thì mỗi ngày mở tivi là 3 lần, sáng, trưa, tối. Đấy, trước bữa cơm lúc nào cũng mở tivi và xem tivi thời sự hết mới ngủ. Nhưng mà phải nói là cái bọn lừa đảo nó rất là tinh vi. Nên là các bác mà có những cái trường hợp, chỗ các bác thì họ về tư vấn sản phẩm nồi niêu song chảo, rồi tư vấn thực phẩm chức năng Hàn Quốc rất là nhiều. Và đối với vùng cao họ sẽ chơi bài như thế, bởi vì dân vùng cao thì không biết chữ nhiều. Và chủ yếu là, ví dụ như hôm nay chứ là không đi nhá, họ chỉ đánh vào những người từ 30 tuổi trở lên thôi. Vâng. Những người mà hơi có tuổi một tí rồi. Vâng. Đúng không? Gọi có người mà có từ 28 tuổi, 30 tuổi chẳng lên, đi đến 50 tuổi. Đấy. Đấy là lần thứ nhất là bố cháu Hiệp bị lừa như thế, là cháu Hiệp về cháu Hiệp nói thì bố mới ngỡ ra và thuốc là vứt hết. Để cái hộp làm kỷ niệm thôi, không dùng được. Mà tất cả các bác đi nhá là đều chuẩn đoán là khớp. Đấy, những người năm 60 thì không cần khám cháu Hiệp cũng biết. Đấy là bị khớp. Khớp khô rồi là tuổi tác mà, thì tư vấn một đống thuốc vẻ không dùng được. Đấy, xong là thực phẩm chức năng bổ các thứ. Đấy là lần 1, xong đến lần 2 thì cách đấy khoảng mấy tháng ấy thì cũng tiếp tục là cháu Hiệp lại nhận được y tế thôn bản gọi điện trực tiếp cho cháu Hiệp là hôm nay là có đoàn bác sĩ ở dưới Hà Nội lên. Đấy, nên là cả xóm về đây khám. Thì cháu Hiệp linh tính không lành, nhưng mà cháu Hiệp không nghĩ đến là lừa đảo, bởi vì là nói đến xã là uy tín rồi. Đấy. Nhưng mà cũng không có cán bộ xã đâu, không có bên y tế xã đâu, chỉ là y tế thôn bản thông báo thế, thế là cháu Hiệp vẫn đi làm như bình thường. Đấy, thế là hôm đấy là về trực tiếp đến thôn luôn, đến thôn của cháu Hiệp luôn. Thì mẹ này, rồi tất cả bà con trong xóm là đi khám hết, bố cũng lại đi khám. Đấy. Đấy là anh kể xong đến với câu chuyện của em nhé. Vâng. Bố mẹ anh cũng đi khám với tất cả bà con ở bốn cái thôn đấy là đi hết. Ai cũng bị lừa mua thuốc. Bị lừa mua thuốc chứ không phải bị gạ mua hay là bị tư vấn mua, mà là bị lừa luôn. Thì bố mẹ cháu Hiệp cũng hứng khởi đi thăm, đi khám. Cứ nghĩ là bác sĩ ở dưới tỉnh lên, tuyến trung ương lên thì bây giờ mà mình ở nông thôn xa xôi không có điều kiện đi thăm khám, bảo hiểm thì nhiều người không có nữa rồi, không có điều kiện đi vào các bệnh viện khám, thì người ta đến tận nhà khám thì tốt quá thôi, thì cứ đi. Đấy, thì cứ đi. Đấy, trước khi đi thì bố cháu Hiệp đã được căn dặn trước rồi là cẩn thận bị lừa đảo như lần trước nhá. Thì bố cháu Hiệp vẫn nói vui lắm, bảo là thôi cứ đi. Đấy, bởi vì tinh thần là bên xã với cả bên uy tín mà, người ta đến tận nơi khám như hôm nay này, họ đến tận nơi này nè. Đấy, thì đi. Sau đó thì họ bảo là vào đây khám miễn phí thì gọi, thì mình bảo là thôi, người ta bảo lâu mới về khám một lần, khám miễn phí thì đi khám. Đấy. Sau là khám xong là lại tư vấn mua thuốc đây. Tư vấn mua thuốc. Thế hôm nay em thử tính xem là cái thôn sủng rìa của em họ bán được khoảng bao nhiêu tiền thuốc. Em là 350 rồi. Vâng. 30 hộ thì nó đã rơi vào là 9 triệu rưỡi 10 triệu rồi. Chắc là khoảng 13 triệu này. Có những người 1 triệu em nói đấy thì không phải là đơn giản 12, 13 triệu đâu. Trong một buổi sáng, ba con người mà người ta kiếm mười mấy triệu. Mà đây toàn là những cái thuốc giả thôi nhé. Đây, ta em nói thứ này. Bao bì thì như thật nhưng mà giả hết thôi. Đấy, đang kể tiếp câu chuyện là em đi vào lấy một cái ghế cho anh em mình ngồi đây kể cho nó hay. Vâng. Để cho các bác đấy làm bài học thôi. Thì bố mẹ cháu Hiệp hôm đấy cũng đi khám. Bởi vì nghe cái từ miễn phí mà mọi người, nghe cái từ khám miễn phí là sướng rồi. Đối với bà con nghèo thì cháu Hiệp nói thật là bản thân cháu Hiệp thế thôi. Nếu như mà các cái chương trình mà bệnh viện trung ương lên tổ chức ở tuyến bệnh viện huyện hoặc tuyến bệnh viện tỉnh ấy, khám giác mạc hay là khám tổng quát ấy, mà miễn phí ấy, thì anh em đều đi. Đấy là khám tại cơ sở uy tín và bệnh viện người ta cấp phép thì mới anh em mình mới đi. Nhưng mà đây là họ đến tự phát và họ đến tận thôn nghe miễn phí là bà con sướng. Bởi vì là có những người nghèo người ta có bao giờ được đi khám, được đi bệnh viện đâu. Rồi là nghe đến miễn phí thì bao giờ cũng thế. Cái miếng mồi của những người lừa đảo đó là miễn phí. Đấy, thế là bố mẹ của anh mới đi khám. Thì cũng lại tư vấn như lần trước thôi. Cũng lại khớp. Đấy, cũng lại khớp xong là nó đại loại là cái bệnh tuổi già ấy, họ nói lung tung hết. Mắt của mẹ cháu Hiệp thì
60 tuổi thì chắc mắt đã yếu rồi, giác mạc yếu rồi, mắt mờ rồi, thì bảo bác mắt thế này thế kia, mua một loại một đống thuốc về. Bố cũng mua một đống thuốc khớp về. Đợt này thì mẹ là nhất định là mẹ mẹ cũng đi khám, bởi vì là trong cái đoàn khám đấy ấy, thì đã từng có cán bộ về hưu. Đấy, có thậm chí là có đã, cán bộ trong bộ đội ấy với cả công an ấy đã từng nghỉ hưu rồi. Loanh quanh thì khu Chó Hiệp cũng có người làm cán bộ mà. Các bác nghỉ hưu rồi nên là người ta nghỉ hưu, người ta làm cán bộ chắc chắn người ta có tri thức rồi. Thế là cũng đi khám. Thấy họ mua thuốc mình cũng mua, bảo ơi ông đấy cán bộ ông ấy mua thì chắc chắn là thuốc tốt rồi. Đấy, thế là họ dùng cái hiệu ứng. Thế thì mẹ cháu Hiệp về thì đang trong quá trình gãy tay mà. Thì cái tay thì người ta thường thấy sẵn rồi, gãy tay thì cần những cái thuốc mà liên quan đến phục hồi xương rồi là tăng canxi nọ kia ấy. Thế là tư vấn cái là mẹ là ôi mẹ sướng, mẹ xuống tiền luôn 1,5 triệu, không còn nói nhiều. Mặc dù là anh trai của cháu Hiệp với cả một anh nữa biết là chính thức lừa đảo rồi, cũng can ngăn rồi, nhưng mà cũng tặc lưỡi bởi vì là ông cán bộ đấy ông mua rồi. Thế là mẹ cháu Hiệp vẫn bỏ ra 1,5 triệu chỉ để mua một cái lọ thuốc bé tí về về liên quan đến xương này. Đấy. Còn bố thì sao? Bố cháu Hiệp cháu kể lại mới bực, bởi vì sao là các con lo cho bố mẹ, cho bố mẹ tiền chi tiêu sinh hoạt hàng tháng thì bố mẹ lại đi mua những cái thuốc vớ vẩn và bị lừa, nghĩ nó bực mà nó nghĩ nó xót. Đấy, thế là bố đến nhá, trước khi khám bố đến thì bố đã thấy mấy cái ông mà lần trước đã lừa mình một lần rồi. Tức nghĩa là mấy cái ông mà trực tiếp khám cho mình, đưa mình xuống Hà Nội khám đấy, là mấy cái bác sĩ dởm ấy. Biết là những cái ông đấy đã lừa mình rồi, nhưng mà lần này đến gặp lại còn bắt tay, tay bắt mặt mừng, ơ lại gặp cháu à. Đấy, tức nghĩa là gặp người đã lừa mình rồi mà lại vẫn vui vẻ và vẫn không nhớ được. Thật sự rất là chia sẻ đó là gì, bố mẹ cháu Hiệp thì cũng như bà con ở trên này thôi, cũng sinh ra thời bao cấp và gia đình khó khăn, rồi là thời chiến tranh nữa không được đi học, thì đấy là cái thiếu sót. Nhưng mà bây giờ các con nuôi, các con ăn lớn ăn học, các con có tư vấn rồi, rồi xem các phương tiện thông tin đại chúng, nhưng mà cũng vẫn bị lừa, nghĩ nó bực lắm. Thế là gặp lại người lừa đảo của mình vẫn tay bắt mặt mừng, hoan hỉ bắt tay rồi chào, cũng lại vào khám theo kiểu là lung tung. Và đặc biệt rồi, tất cả các bác sĩ trong buổi hôm đấy cũng đều không có thẻ tên, cũng chỉ mặc cái áo blue thôi. Đối với bà con vùng cao ấy và những nơi mà kém hiểu biết ấy, thấy cái áo trắng đấy là cứ nghĩ là bác sĩ. Đó, thế nên mới nói là mặc áo cà sa chưa chắc đã phải là Phật. Đó, nên là các bác lưu ý những ai mà chưa bị lừa hoặc là những nơi mà chưa từng bị lừa thì nên kể cái câu chuyện này. Nó sẽ có rất là nhiều hình thức. Một là khám chữa bệnh miễn phí này. Thứ hai đó là tư vấn các sản phẩm nồi niêu xoong chảo miễn phí này. Thứ ba là tư vấn bán thuốc thực phẩm chức năng hỗ trợ bà con miễn phí. Rất nhiều hình thức lừa đảo, nhưng mà chung quy lại nó vẫn là một hình thức như thế này. Thế là sau hôm đấy là bố cũng mất 1,5 triệu, mẹ cũng mất 1,5 triệu. Đấy, một nhà nông thì mọi người biết rồi, các con cho được bao nhiêu để chi tiêu sinh hoạt hàng ngày thì lại ném hết cho bọn lừa đảo. Thế là tiếp tục lại về nhà thì cả xóm thì có những người thì gần như là xóm cháu Hiệp thì có mỗi bố mẹ cháu Hiệp với cả một hai người nữa bị lừa mua thôi. Nói lừa thì hơi nặng, nhưng mà thực tế là họ tư vấn bằng mọi giá để các bà, các bác, các ông xuống tiền. Nếu không mua thì họ sẽ tư vấn ngọt ngào và họ sử dụng một cái hiệu ứng chim mồi. Đấy, đó là như cháu Hiệp đã nói rồi, họ sẽ khả năng cao thôi nhé. Cháu Hiệp không khẳng định, nhưng mà khả năng cao họ là thuê một cái ông nào đấy, một cái bác nào đấy có uy tín trong cái đám người đấy, tức nghĩa là họ là cán bộ về hưu này hoặc là đã từng công tác trong nhà nước mà họ hưu trí rồi, thì họ sẽ thuê người đấy để mua thuốc của họ, hoặc là thậm chí là biếu bác cứ mua cho cháu đi, khi nào giải tán chương trình thì cháu sẽ tặng bác thôi, cháu không lấy tiền nữa, còn bác mua để những người khác xung quanh họ mua theo bác thôi. Đấy là hiệu ứng chim mồi là như thế. Đấy, thế là bố mẹ cháu Hiệp mất tiền ở chỗ đấy, thế là bị lừa 2 lần. Và Rồi. Và có một cái điểm chung là gì? Tất cả các bác sĩ họ đến chỉ mặc cái áo trắng thôi. Và tất cả các thiết bị họ không có đâu. Họ chỉ có những cái soi, cái siêu âm đơn giản, nó không phải như phòng khám hay gì đâu. Họ đại loại là mọi người biết là họ đi 3-4 người gói gọn trong một cái xe thì mọi người bảo là nó chuẩn bị được cái thiết bị gì. Đấy, thế là sau vụ đấy thì cháu Hiệp lại tiếp tục chia sẻ với bên đài nữa, nhưng mà họ không lên video đâu. Bởi vì là cái này là họ đã thông qua chính quyền để họ xin giấy phép. Họ có thể họ xin giấy phép là tổ chức khám chữa bệnh, nhưng mà cháu Hiệp thấy bất bình cái là không bên nào kiểm tra, rồi là không bên nào
soi xét kỹ để đến họ vào. Đương nhiên là thuận mua thì vừa bán, họ vào tư vấn cho bà con thì không, cũng không phải là đè cổ ra bắt mày mua, mà là gì, họ nói bằng được, tư vấn bằng được. Nói đến bệnh thì ai chả sợ đúng không? Đâm ra là bỏ tiền ra mua thuốc nó là một cái điều rất là chính đáng thôi. Nhưng mà cái hình thức là những cái lọ thuốc như thế này ví dụ mua ở ngoài thị trường, ví dụ nhá 200.000, nhưng mà họ lên họ tư vấn bà con là cái này các cháu bán ở dưới Hà Nội là 500, nhưng mà hôm nay lên các bà thì cháu chỉ bán nửa giá thôi, khuyến mại 50%, bán 250, thế họ lãi 50.000 rồi. Trong khi đó là những cái thuốc có thể là họ nhập ở những cái cửa hàng lậu về, thuốc giả thôi, cái nhãn mác rồi là những cái tem. Hết, nói thật với mọi người là bây giờ tất cả trên đời này họ đều có thể làm giả được, thế nên là đừng nhìn thấy thế mà phải thế. Trừ khi mình mua ở những cái cơ sở uy tín như là các nhà thuốc bệnh viện, rồi là các nhà thuốc như Long Châu, rồi là những cái cơ sở y tế uy tín, thì đấy mới là những cái thuốc mà ok thôi. Chứ còn bây giờ ai đấy mang một lô thuốc ở trên đâu đấy về bán bà con bảo đây là thuốc xịn ấy, nó giống nhau y xì, nhưng mà mình không biết được. Đấy, thế nên là mọi thứ nguôi ngoai đi. Và đợt đấy thì rất nhiều người bốn xóm của cháu Hiệp là bị lừa tiền. Và có một câu chuyện nữa của một bà, đó là bà thím của cháu Hiệp luôn, bà thím ở thôn khác. À, thế là lên, bình thường thì khỏe mạnh nhá. Nào các bạn chờ từ nào. Thế là hôm đấy, sau buổi khám hôm đấy ấy, thì bác sĩ chuẩn đoán là bị ung thư. Ung thư gì nhỉ? Hình như là ung thư vòm họng hay là ung biếu ấy. Đấy, thế là tư vấn mua một đống thuốc. Thế là nói đến ung thư phát là sợ mà. Là sợ. Thế là tối hôm đấy là bà thím không ngủ được luôn. Hôm sau phải bắt xe sớm đi xuống bệnh viện Đức Minh khám. Đi xuống bệnh viện Đức Minh khám thì mọi người biết là gì không? Thứ nhất là đi thì họ cầm thuốc đi này, bà thím cầm thuốc đi. Thì các bác sĩ bảo thuốc giả, tư vấn không được dùng, không nên dùng, vứt đi. Và đi khám tổng quát bệnh viện Đức Minh thì không bị gì. Không bị gì. Đấy. Còn lên tư vấn thăm khám cho chị dâu nhà cháu Hiệp thì bảo là bị thận. Đấy, thận giai đoạn này rồi. Thực tế chị có bị gì đâu. Chị thường xuyên đi khám chứ có bị gì đâu. Xong là viêm gan. Thật ra nói với tất cả mọi người hay bất cứ ai xem video này, ai cũng bị viêm gan thôi, ai cũng viêm gan B, nhưng mà mức độ nhẹ hay nặng. Bởi vì là ai cũng đều dùng chất kích thích thì chắc chắn ai cũng sẽ có một cái vấn đề gì về sức khỏe. Thế là tư vấn người thì bị sỏi, người thì bị suy thận, người thì đặc biệt là bà thím của cháu Hiệp là bảo ung thư phát sáng hôm sau bắt xe đi Đức Minh. Thế là khám không bị gì. Xong là thuốc không dùng được. Bây giờ nhà cháu Hiệp vẫn còn rất nhiều cái thuốc mà bố mẹ bị lừa ấy, không dùng được. Và cháu Hiệp cũng không cho bố mẹ dùng bởi vì là để đấy làm bài học thôi, cứ để đấy làm bài học, ai đến thì còn kể. Thế là sau hai cái trận đấy vỡ lở thì nói thì thành con cái mỉa mai bố mẹ vì bố mẹ dốt ngu, nhưng mà cũng phải nói. Nhưng mà tất nhiên mình cũng không chê trách bố mẹ bởi vì thương hơn trách. Đấy, thì bố mẹ thiếu hiểu biết mới thế, và người ta đánh vào cái tâm lý là những người già, người lớn tuổi. Thế là câu chuyện của gia đình cháu Hiệp là trực tiếp bị. Nhưng mà cháu Hiệp như đã nói rồi, không có bên nào lên cảnh báo hay là truyền hình, báo đài không đưa tin gì cả. Rất là buồn. Thế nên hôm nay một lần nữa cháu Hiệp đi vào đây, hôm nay nó thật đi vào nhà Lử, xong về xem dê đây này. Thì thấy một cái xe biển 29H White Check màu trắng. Trên này thì chỉ có xe hai cầu đi được thôi nhá. Cháu Hiệp bảo là ô, tự nhiên lại có một con xe ô tô trắng đẹp thế. Cháu Hiệp cứ nghĩ là các cái cô chú ở trong cái dự án công trình bể nước công cộng hay là nhà trường xây học từ thiện ấy, xây trường học từ thiện ấy. Thế mình không để ý. Thế là lên đến đây thì em tuổi mới bảo đi khám về. Thế mình bảo là bác sĩ lên khám miễn phí. À hiểu ngay trò rồi. Thế mới hỏi, thế mày mua thuốc bao tiền một lọ? Lọ này 350. 350. Không biết là đắt hay không. Nếu mà thuốc xịn thì giá đấy là đúng. Nhưng mà nếu thuốc giả thì sao? Đấy, bóc nha. Bóc nha. Vâng, bóc đấy. Nhưng mà anh khuyên em là không nên ăn uống đâu nhá. Không uống đâu. Vâng. Em nếu như mà em muốn anh đưa em đi bệnh viện Hà Giang khám, nếu em phải sỏi thận thật thì mới uống, mới mua thuốc uống. Vâng. Em từ trước giờ em có bị gì không? Không bị gì cả. Tự nhiên bảo sỏi thận, trời ơi. Năm ngoái là bị đi làm ở Bắc Ninh, xong là ngán gáy sườn sườn, nhưng mà đi chủ quan vẫn không có gì, bác sĩ vẫn không bị gì đúng không? Vâng. Đấy, đây. Ở đây nó ghi là đây là thực phẩm chức năng thôi. Này, thực phẩm này không phải thuốc và không có tác dụng thay thế chữa bệnh. Đây.
mà chữa sỏi thận mà lại không phải là thuốc, thế thì nó là cái gì? Đấy, thế thì hôm nay mới đến câu chuyện của bà con ở thôn Sùng Dìa của xã Sùng Trái, huyện Yên Minh, à huyện Đồng Văn. Đấy, hơn 30 hộ. Như đã nói từ đầu rồi, đây là thôn không có điện, không có sóng và không có nước. Đặc biệt là internet thì không có rồi, sóng còn không có, sóng để nghe gọi không có. Thế thì thăm khám ở đấy thì tác dụng gì? Mà đặc biệt là đi không có cơ quan chính quyền của xã đâu nhé, chỉ có trưởng thôn thôi. Thôn thì chắc là trên xã người ta điện xuống, đúng không? Là tụ tập bà con lại để khám chữa bệnh miễn phí. Thì đây là câu chuyện thực tế. Nếu mà ai xem video mà muốn làm phóng sự hay như thế nào thì cứ lên gặp bà con dân, hoặc là đi đến xóm cháu Hiệp sẽ đưa đi từng nhà kể chi tiết từng cái một. Đấy, khả năng cháu Hiệp sẽ phải liên hệ VTV24 để lên sóng một cái video. Và video này cũng như là một cái phóng sự để cảnh báo tất cả những bà con những nơi mà chưa từng bị lừa hoặc sắp tới sẽ có. Thì nếu như mà có chương trình thăm khám chữa bệnh miễn phí thì mọi người lưu ý là: một là đến trạm y tế xã, hai là đến bệnh viện tuyến huyện, hoặc ba là đến từ tuyến tỉnh trở lên thì hãng đi. Còn những cái chương trình mà đến thăm khám tại thôn mà không có chính quyền đi cùng, không có các bác sĩ của huyện, của xã, những người mà người ta được cấp bằng hành nghề rồi là người ta làm trong một cái công đơn vị chính thống ấy, thì tốt nhất đừng có thăm khám làm gì. Bởi vì là họ tư vấn cho mình còn mất ngủ thêm. Bởi vì đang khỏe mạnh như cháu Hiệp bây giờ bảo mày ung thư rồi thì mất ngủ ngay là cái chắc. Nhưng mà đi khám thì chả bị gì. Nên là mọi người hãy lưu ý với cháu Hiệp. Thứ nhất, nếu như có các cái chương trình từ thiện miễn phí thì phải có chính quyền đi cùng và phải có những người thẩm quyền. Ví dụ như khám chữa bệnh miễn phí thì cần phải có bác sĩ, ít nhất là trạm trưởng trạm y tế xã, đến các bác sĩ ở tuyến huyện, người ta được cấp thẻ hành nghề và người ta là bác sĩ thật, người ta đi cùng khám, thì mình hãng nên cho người ta khám. Thứ hai là phải lưu ý là những người đến khám cho mình phải có thẻ đeo ở đây, phải có chức danh, phải có địa chỉ, phải có tên tuổi của người ta. Ví dụ là Nguyễn Văn A đang công tác ở bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang, thẻ đeo ở đây, số hiệu của cán bộ họ là gì. Đấy, bởi vì là cán bộ thì họ sẽ có mã ngành, mã cán bộ mà. Đấy, thứ ba là phải lưu ý là họ có các cái phương tiện, có các phương tiện kỹ thuật, có các máy móc phục vụ cho công việc khám chữa bệnh thì mình hẵng vào khám. Bởi vì lúc đấy mình mới có cơ sở. Và đặc biệt là lưu ý là các cái giấy tờ mà người ta cấp cho mình ấy, ví dụ đơn thuốc chẳng hạn, nó phải có dấu đỏ của cơ quan nhà nước, của cơ quan nào đó, ví dụ như của bệnh viện hoặc của trạm xá hoặc là của cơ sở phòng khám nào đó mà được cấp phép thì mình hãng dùng. Còn những cái thuốc tư vấn như thế này thì anh khuyên em là không nên nhé. Vâng. Khuyên em là không nên. Đấy, hôm nay cháu Hiệp rất là buồn bởi vì là bà con chỗ mình lại tiếp tục bị lừa nữa. Đấy, nên là các bác ạ, trên cháu Hiệp thì lô hội đa cấp đã có rồi, lừa đảo bằng hình thức là cho đem đồ về nhà làm xong nhận quà cũng làm rồi lừa đảo tài xỉu, lừa đảo tham gia chứng khoán bị rất nhiều rồi, nhưng mà không ai lên tiếng cảnh báo, không ai dám đăng một cái gì cả. Đấy, thế nên là rất là buồn. Đặc biệt là những cái báo chính thống rồi những cái kênh thông tin chính thống lại chả thấy đăng gì cơ. Đấy, thế nên là bà con càng bị lừa nhiều nữa. Đấy, và một cái nữa là gì, hôm nay gặp trực tiếp bà con thôn ở đây, hơn 30 nhà bị lừa bảo sỏi thận mua những cái thuốc này, mình cứ tính là